Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam Airlines sắp hết tiền đổ xăng. Trong buổi tọa đàm chủ sở hữu nhà nước, hành động và trách nhiệm hậu viêm phổi Vũ Hán, trường hợp Việt Nam Airlines do Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 7, ông Dương Chí Thành, Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines đã không ngần ngại thông báo Việt Nam Airlines sẽ rơi vào trạng thái mất thanh khoản từ cuối tháng 8 năm 2020 nếu không có sự hỗ trợ về thanh khoản. Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhận định như sau. Từ khi hòa bình nước ta lập lại đến giờ, chưa bao giờ bầu trời Việt Nam bay ít đến thế. Đây là hình ảnh ông Dương Chí Thành, Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines. Được biết, trong thời gian toàn quốc thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội từ tháng 4 năm 2020, 50% nhân viên của Vietnam Airlines đã phải ngừng việc, tương đương 10.000 người phải ngừng việc không lương trên tổng số 20.000 nhân viên toàn hệ thống. Số nhân viên còn lại đều phải giảm lương. Sau thời gian giãn cách xã hội đến tháng 6 năm 2020, từ chỗ chỉ khai thác 3 chuyến bay trên ngày trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, thì Vietnam Airlines đã khôi phục hoàn toàn mạng bay nội địa, bổ sung thêm 18 đường bay mới và đưa vào khai thác toàn bộ 106 máy bay hiện có. Thị trường khách nội địa của Vietnam Airlines đã tăng bằng 84% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh thu chỉ bằng 46% và chưa phục hồi được. Ông Dương Chí Thành, Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines, lý giải bởi trong 3 tháng qua, Vietnam Airlines chỉ mở liên tục đường bay nội địa, phần lớn là các chặng ngắn, bán với giá rất rẻ để kích cầu, trong khi thực tế, mười mấy đường bay nội địa mới bằng một đường bay quốc tế. Ông Thành cũng chia sẻ, doanh thu một đường bay châu Âu gấp hơn 10 lần nội địa, nên sản lượng gốc của Vietnam Airlines vẫn giảm 53% so với cùng kỳ vì chưa thể bay quốc tế. Dự kiến năm 2020, doanh thu cả hàng hóa và hành khách từ 100.000 tỷ đồng giảm xuống còn 50.000 tỷ đồng. Nếu không có biện pháp mạnh và kịp thời, Vietnam Airlines có thể lỗ 20.000 tỷ đồng. Đợt bùng phát dịch tại Đà Nẵng cuối tháng 7 vừa qua lại càng làm cho tình hình kinh doanh của Vietnam Airlines trở nên bi đát do hành khách hoàn toàn hủy vé đi nghỉ trong dịp hè, ảnh hưởng lớn đến dòng tiền của Vietnam Airlines. Đây là hình ảnh biểu đồ lợi nhuận của Vietnam Airlines từ năm 2017 đến quý 2 năm 2020. Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện 11 đường bay của các cảng hàng không trong nước đi và đến Đà Nẵng với tổng số sấp xỉ 100 chuyến bay mỗi chiều một ngày phải dừng hoàn toàn từ ngày 28 tháng 7. Việc dừng các chuyến bay đã khiến tỷ lệ phi công tiếp viên Vietnam Airlines phải ngừng việc có lúc lên tới 90%. Được biết, Vietnam Airlines đã và đang chuyển hướng từ vận chuyển khách sang vận chuyển hàng hóa đi quốc tế, bay thuê chuyên chở khách nước ngoài về nước và khách chuyên gia đến Việt Nam. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm của Vietnam Airlines kém nhất từ trước đến nay. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã làm suy kiệt dòng tiền, gây ra thâm hụt nặng nề dòng tiền và mức lỗ lớn của Vietnam Airlines trong năm 2020. Hãng phải cắt giảm chi phí, giãn tiến độ thanh toán, vay vốn ngắn hạn để bù đắp thanh khoản và đang kiến nghị chính phủ các giải pháp và các gói cứu trợ dòng tiền khẩn cấp để vượt qua khủng hoảng. Để trả nợ và bù đắp dòng tiền thâm hụt, Vietnam Airlines phải cơ cấu lại tài sản để vừa giải phóng nguồn lực dư thừa, vừa có thêm dòng tiền và thu nhập. Theo kế hoạch của Vietnam Airlines, tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 10 tháng 8, Tổng Công ty sẽ trình Đại hội thông qua chủ trương bán 9 máy bay A321 CEO sản xuất từ năm 2007 cho đến 2008, đồng thời đàm phán gia hạn nợ với nước ngoài. Một điều gây chú ý là Vietnam Airlines dường như lạc quan về khả năng được chính phủ chấp thuận giải cứu khi mọi tính toán về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay của Vietnam Airlines trình đến Đại hội cổ đông được tính toán trên phương án dự kiến chính phủ sẽ cho vay 12.000 tỷ đồng. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, chính phủ nên cứu Vietnam Airlines. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông cũng đưa ra lý do như sau. Thứ nhất, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp nhà nước nên nhà nước hỗ trợ với tư cách là chủ doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam là cổ đông chính, sở hữu 86% cổ phần của Vietnam Airlines. Ông nói tiếp, kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nước khác cũng hỗ trợ theo mô hình như vậy, kể cả các quốc gia đã vận hành hoàn toàn theo mô hình kinh tế thị trường. Ngay với hãng hàng không ở Đức, Lufthansa thì cũng có hỗ trợ và Mỹ cũng hỗ trợ 4 hãng hàng không, Nhật Bản hỗ trợ hãng hàng không Nhật Bản, ở Úc giữa hàng không quốc gia và Virgin Australia thì họ hỗ trợ hãng hàng không quốc gia.
vì Virgin Australia có quy mô nhỏ nên tác động đến nền kinh tế cũng ít, còn cứu hãng hàng không quốc gia thì tác động rất lớn đến nền kinh tế, tính lan tỏa phổ thông là lớn. Thứ hai là Vietnam Airlines có lượng khách đi và tốc độ tăng trưởng doanh thu đang là hình chữ V, tháng 5 là đáy nhưng tháng 6 vọt lên, tức là đây là doanh nghiệp có khả năng phục hồi, duy trì được sản xuất. Và đây cũng là đơn vị có báo cáo tài chính minh bạch nhất trong các ngành cho đến thời điểm hiện nay. Thứ ba là ngành hàng không có sức lan tỏa lớn để vực dậy nhiều ngành nghề khác, đặc biệt là du lịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, Vietnam Airlines xin chính phủ hỗ trợ gấp với số tiền lên tới 12.000 tỷ đồng đã nhận được những luồng ý kiến trái chiều. Đây là hình ảnh tọa đàm chủ sở hữu nhà nước, hành động và trách nhiệm hậu viêm phổi Vũ Hán. Trường hợp Vietnam Airlines do Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ tổ chức vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội. Có ý kiến thì nói rằng nông dân cày ruộng còn phải biết tích trữ lương thảo phòng thiên tai. Đằng này, Vietnam Airlines kinh doanh khi lời thì họ tận hưởng riêng với nhau, nhưng khi lỗ lại chóc nã thuế của dân, cầu cứu đến chính phủ là không hợp lý. Vấn đề là số tiền 12.000 tỷ đồng mà Vietnam Airlines cần nhà nước hỗ trợ đã được đề cập đến trên truyền thông từ đầu tháng 4 năm 2020, tức là mới chỉ hơn 2 tháng kể từ thời điểm dịch bùng phát tại Việt Nam. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nêu trên thông báo và gửi Thủ tướng hôm 6 tháng 4 năm 2020 rằng để đảm bảo khả năng thanh toán trong năm 2020, Vietnam Airlines cần nhà nước hỗ trợ 12.000 tỷ đồng và bắt đầu giải ngân từ tháng 4 năm 2020. Facebook Nguyễn Tiến Tường đã nhận định trên trang Facebook cá nhân rằng mới hơn 2 tháng dịch, Vietnam Airlines đã làm đơn xin chính phủ hỗ trợ 12.000 tỷ đồng ngay trong tháng 4, thêm một cú sốc nữa hiện trạng của doanh nghiệp quốc doanh. Không chỉ Vinashin ụ nổi bị chìm, dầu khí, tham nhũng, những đứa con áo gấm, sông hương cũng dần lộ mặt, phá ra chi tử. 12.000 tỷ đồng trong thời điểm này là nắm thóc giáp hạt của cả quốc gia, trong bối cảnh khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trầm mình tồn tại, phản xạ, đói tìm vú mẹ của Vietnam Airlines là không thể chấp nhận được, Facebook này viết. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đại diện nắm giữ hơn 86% cổ phần vốn trong Vietnam Airlines. Ủy ban này là người gác đền của một loạt dự án, đề án tầm vóc quốc gia như cao tốc, đường sắt hoặc là VEC, tức là Tập công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam và đường sắt Việt Nam đối mặt với các vấn đề sống còn, gào khàn cổ thời gian qua, ủy ban chưa thông tác vốn. Vietnam Airlines vừa hắt hơi, ủy ban đã nhảy như đỉa phải vôi. Đã kinh doanh thì lời ăn lỗ chịu, nếu cứ khó khăn mà níu áo chính phủ để đòi tiền thì không cần ủy ban nào cả. Càng khó khăn càng cho thấy nhu cầu cổ phần hóa tại các doanh nghiệp độc quyền là cấp bách. Nới room và tạo chính sách cho gọi vốn hơn là nhồi tiền nuôi phá ra chi tử mãi, không chịu trưởng thành. Và không thể nào chấp nhận quan hệ chính phủ doanh nghiệp nhà nước kiểu mẹ là chị dậu còn con toàn công tử Bạc Liêu mãi được. Cũng tại thời điểm tháng 4 đó, nhà báo Nguyễn Tiến Tường còn làm một vài so sánh giữa Vietnam Airlines, một doanh nghiệp nhà nước, với Vietjet, một doanh nghiệp trong cùng ngành hàng không nhưng là của tư nhân, với mục đích làm sáng tỏ khả năng kinh doanh của hai loại hình doanh nghiệp này. Đây là hình ảnh máy bay của Vietnam Airlines và Vietjet Airlines trên sân bay. Vào năm 2019, Vietnam Airlines có doanh thu hơn 101.000 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận chỉ đạt 3,3 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, Vietjet Airlines có doanh thu chỉ 52.000 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận đạt gần 5.000 tỷ đồng. Vietnam Airlines có đến 106 tàu bay, chủ yếu hạng sang như Boeing 787, Boeing 787-10 và Airbus 350. Vietjet chỉ có 68 chiếc, phần lớn là A320, A321neo. Vietnam Airlines có gần 20.000 nhân viên, Vietjet chỉ có gần 4.000 nhân sự. Trong đại dịch, một nửa lao động Vietnam Airlines phải nghỉ hoặc tự động không nhận lương. Vietjet đã cắt giảm lương thưởng từ trưởng phòng đến giám đốc từ 10 đến 25%. Nhân viên được bố trí nghỉ một số ngày không lương, lao động dưới 10 triệu đồng một tháng được đảm bảo. Và cổ phiếu của Vietnam Airlines có thị giá quanh mốc 20.000 đồng trên một cổ phiếu vừa được loại khỏi danh sách Markin do vấn đề minh bạch tài chính. Vietjet thì giảm nhẹ quanh mốc 100.000 cổ phần và vẫn đang giữ phong độ trong nhóm Blue Chip. Vietnam Airlines báo lỗ khủng, xin hỗ trợ 19.000 tỷ đồng. Vietjet Air mở thêm đường bay, mở bảo hiểm COVID 200 triệu cho hành khách. Nhà báo Tường cũng chỉ ra trong định hướng tới, Vietnam Airlines trình kế hoạch đẩy nhanh mua thêm 50 tàu bay với tổng mức đầu tư là 3,8 tỷ đô la, trong khi lợi nhuận mỗi năm của Vietnam Airlines chỉ rơi vào khoảng từ 3.000 cho đến 4.000 tỷ đồng mà thôi. Đây là hình ảnh nhân viên của Vietnam Airlines làm việc trong thời kỳ dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán với trang phục bảo hộ. Nhà báo này tiếp tục khẳng định một phép tính đơn giản,
bỏ chừng ấy tỷ đô để Vietnam Airlines thu về lợi nhuận còm cõi, cũng tương tự như bỏ mâm để thu lại bát, bỏ tôm làm mồi câu tép vậy. Ngân sách nhà nước không biết sẽ lại nhận được bao nhiêu giọt nước những khoản đầu tư cực khủng. Chưa kể đến phát triển cơ học cồng cành như vậy, rất có thể sẽ phát sinh hoặc duy trì các chính sách, dịch vụ thiên lệch để bảo hộ đứa con quốc doanh. Nhà báo này nói tiếp, nếu là một pháp nhân tư nhân, tôi không nghĩ rằng một sale nào đó có thể dựng một chiến lược lấy bạc đè người đầy bất chắc như vậy, trừ khi họ có thù với kinh tế học đại cường. Còn Facebook Phạm Minh Vũ cũng có cùng quan điểm khi viết trên trang cá nhân rằng Vietnam Airlines vốn là nhà nước sở hữu hơn 80%, được hưởng quá nhiều đặc quyền, đặc lợi, hàng năm lãi 3.000 tỷ đồng, tiền nộp ngân sách thì chẳng có bao nhiêu, có lãi thì chúng nó chia với nhau, giờ đùng một cái xin 12.000 tỷ cho cái hãng ăn hại, không giúp được gì cho dân. Vậy thì nói như Alan Phan là phải dứt khoát là hãy để chúng chết đi, nên thế. Và hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn vì đại dịch, nhiều công ty phá sản, có công ty cầm chừng và hàng triệu công nhân bấp bênh vì vô định. Một trong các lý do đó là doanh nghiệp thiếu vốn để xoay. 12.000 tỷ mà Vietnam Airlines xin hỗ trợ thì nên hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang tạo ra hàng trăm ngàn công ăn việc làm cho nhân dân, có ích hơn là giữ cái của nợ đó, dứt khoát là cho chúng chết đi. Các bạn và các quý vị vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020 với bản tin Vietnam Airlines sắp hết tiền đổ xăng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.